Xin kính chào mọi người. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ mọi người cách để chúng ta tự nghĩ ra câu dạo cho mình. Chúng ta không cần thuộc intro. Chúng ta chỉ cần thuộc giai điệu của bài hát đó, biết giai điệu của bài đó là chúng ta có thể tự dạo cho mình được luôn. Tức là chúng ta sẽ dựa vào cái lời của bài bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không đánh theo nốt của bài đó, chúng ta sẽ chế sang cái nốt khác, vẫn theo tiết tấu đó. Ví dụ một cái bài, một cái câu đó nó bao gồm có 10 nốt thì mình cho khác nhau 7 nốt, mình chỉ cần lấy 3 nốt thôi là nó ra cái bài ngay lập tức. Và với cách này thì chúng ta có thể là không cần tập, chúng ta có thể là thuộc cái vòng hợp âm và chắc nhịp là chúng ta đánh được tất cả các bài. Mình lấy ví dụ như sau. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ một cái giai điệu bài hát trước. Rồi sau đó mình sẽ lấy một cái intro nào đó, mình thay bằng cái intro khác của chúng ta. Đây, ví dụ bây giờ mình lấy một bài quen thuộc là bài Con đường xiêm đi nhá. Đó, cái giai điệu của đoạn đầu mình sẽ thay bằng cái câu khác của chúng ta. Đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta không đánh giống như này, chúng ta đánh kiểu kiểu khác. Vậy thì chúng ta giữ lại những nốt nào? Chúng ta giữ lại cái nốt mà bắt đầu, nốt mà ở cái nhịp mạnh á, rồi cái nốt mà điểm nhấn ở qua cái hợp âm kế tiếp đó. Cái nốt đầu tiên là chúng ta phải giữ, đó là xưa em đi, đó, nốt la, vàng lên mái tóc thề, đó, nốt rê. À, như vậy là giữ nốt đầu tiên là nốt la, thứ hai, ô nhịp thứ hai qua hợp âm rê thứ là nốt rê. Ngõ hồn dần tái tê, tái tê về nốt mi. Nốt mi ở bên tay trái hợp âm la thứ thì các bạn có thể giữ ở nốt mi cũng được. Còn không, các bạn thay bằng nốt khác. Nốt có thể là thay bằng nốt, nốt đô, nốt la cũng được luôn. Miễn là một trong ba nốt này để nó ăn với cái hợp âm la thứ ở bên tay trái. Bây giờ mình sẽ thay bằng câu khác đây. Đó, thấy chưa? À, mình thay. À, mình vẫn giữ nốt đầu tiên là nốt la. Đó. Mình thay thay câu này. Rồi tiếp câu tiếp tục nhá. Đó, đi tinh 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 mình không đánh. Đó, thấy chưa? Như vậy thì bây giờ khi mình đã thuộc cái giai điệu của bài này rồi, mình solo nốt. Với cái cách làm này á, cách dạo này thì những cái người mà biết solo nốt rồi thì chúng ta rất là thuận lợi. Chúng ta biết solo nốt là chúng ta sẽ biết được câu dạo. À, khi mà dạo mà chúng ta giống 100% thì không được, chúng ta giống khoảng 20-30% hoặc là nhiều hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ làm câu dạo này. Lấy giai điệu của dựa trên nền tảng giai điệu của bài Con đường xưa em đi, câu đầu để mình tạo thành câu intro cho mình. Sau khi đánh xong thì mình sẽ báo trống và sẽ vào hát được luôn. Như vậy là ở đây là mình tạo dựa trên cái hợp âm này. Tì đi tinh qua re ta đi qua nốt mi nhưng mà vẫn hợp âm la. Đó, vẫn cứ bỏ qua nhịp. Ta đi đi đi. Ta nè. Anh làm thơ vô quy thì mình không đánh là anh làm thơ vô quy mà mình đánh là được, miễn nó đổ qua hợp âm rê thứ là được. Cái cách này thì chúng ta cố gắng khi mà tuy nhiên cái ngón của mình có thể là làm nhanh hơn các bạn, chúng ta có thể là chậm, chúng ta làm từ từ, vẫn là thuộc cái câu của mình. Và đồng thời cái cách này á thì nó có một cái ưu điểm là làm cho cái nhịp của chúng ta rất là lên, rất là nhanh, đồng thời
Nó có một lợi thế nữa là chúng ta luôn luôn đánh dựa vào cái hợp âm, vào cái khuôn khổ. Khi mà chúng ta đánh quen như này rồi thì chúng ta cứ việc nắm được hợp âm là chúng ta nghĩ được ra cái giai điệu của bài. Đó là dựa vào giai điệu của bài hát. Bây giờ mình sẽ dựa vào một intro bất kỳ một bài nào đó. Ví dụ bài cái bài mà của Đàm Vĩnh Hưng bài này nè. Đó, cái bài đó ha các bạn, Tuổi đời cho nên coi đó, bài Giã Từ ha. Thì bây giờ thực ra cái intro của bài đó thì nó là hợp âm âm lùi, bao gồm hợp âm la nè, rồi là son nè, rồi là pha thăng pha, nhưng mà thực chất là nó là la nè, rồi tới son, rồi tới pha, rồi rồi cuối cùng là re và mi. Còn nếu không có re còn mi luôn cũng được. Vậy thì cái intro này bây giờ khó quá thì mình thay bằng cái câu của chúng ta thôi. Rồi, nếu như là đánh intro đầy đủ của nó thì như thế này. Đó là intro đầy đủ của bài này. Nhưng mà khi chúng ta đánh á, thì chúng ta sẽ dựa vào cái intro đó. Vậy thì dựa vào căn cứ vào đâu để chúng ta dựa vào cái vòng hợp âm đó các bạn. Các bạn phải nắm được cái intro đó nó đang đổ về những hợp âm nào. Đổ về những phần hợp, vòng hợp âm nào, vòng hòa thanh nào. Đó là một intro hoặc là intro bài khác, bài tất nhiên mình nói thêm ở cái phần này một tí là có những cái intro nó đóng đinh rồi, intro nó gắn liền với bài hát rồi, nó hay rồi. Cái nhạc sĩ phối hòa âm phối khí người ta phối cái intro đó quá hay, nó gắn liền với bài hát thì chúng ta không thể thay thế được đúng không? Cái đó thì chúng ta loại trừ ra. Tuy nhiên không phải bài nào cũng gắn liền. Bây giờ intro thì chúng ta có thể thay thế được. Vậy thì trong video hôm nay thì mình cũng mong muốn là chúng ta quen nhịp, chắc nhịp và đánh nằm trong khuôn khổ. Có cái gì thắc mắc hoặc là khó khăn vướng mắc chỗ nào thì chúng ta cũng có thể là liên hệ trực tiếp, mình sẽ hỗ trợ tối đa. Số điện thoại của mình và đồng thời cũng là số Zalo duy nhất một số 0919 413 828. Còn Facebook là Thu Âm Đô Lương. Phần chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.